Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại chương trình Phong thủy Lộc Tài. Thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Chính vì vậy mà trong tháng 8, tuổi Ất Dậu cũng có đột phá về thành công trong công việc cũng như trong sự nghiệp và kinh doanh. Tháng 8, do được vận quý nhân mang đến vận may tài lộc, con giáp này có thể nhận được nhiều lời khen thưởng trong công việc và cũng có thêm nhiều cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng, nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền, vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới. Nắm được vận may của mình trong tháng 8 âm lịch, những người tuổi Ất Dậu phất lên như diều gặp gió, không gì có thể cản được thành công của họ. Không làm mất thêm thời gian của quý vị, ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi video phân tích tử vi của những người tuổi Ất Dậu trong tháng 8 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 có mệnh thủy, tuyền trung thủy, nước trong suối. Người tuổi Dậu khá biết cách ăn mặc, không quá trau chuốt nhưng rất chỉnh chu. Tuổi Dậu là những người khá quan trọng về bề ngoài, họ dành nhiều thời gian để chăm chút bản thân. Có những người tuổi Dậu rất hài hước, năng động, hoạt bát và mạnh dạn trước đám đông. Người tuổi Dậu là những người sống tích cực, có nguồn năng lượng dồi dào, giỏi về ăn nói. Họ rất giỏi trong các vấn đề mày mò và tìm hiểu mọi thứ tường tận. Họ thích nghiên cứu và chăm chú vào những thứ họ thích và cần khám phá nên họ hiểu biết rất nhiều, am hiểu chuyên sâu về nhiều thứ. Trong công việc hay cuộc sống, họ đều là những người rất quyết đoán, nhạy bén, biết cách bộc lộ bản thân. Họ không bao giờ chần chừ trước cơ hội mà nắm bắt tất cả. Tính cách của người tuổi Dậu khá cộc tính, họ không quá ngọt ngào, lãng mạn mà mang chút kỳ quái. Dù là vấn đề gì, họ cũng là người ưa tranh luận để tìm ra chân lý. Có tính cố chấp và khăng khăng cho mình là đúng, nên đôi khi cũng hay để vụt mất cơ hội. Họ là người dễ nhận thấy những sai lầm và khuyết điểm của người khác bởi sự tinh ý và tinh tế trong ý thức, nhưng lại không chịu chấp nhận cái sai của mình mà cố chấp một chút bảo thủ với định kiến của bản thân. Tháng này rất có lợi cho công việc, học tập của gia chủ Ất Dậu. Mọi mưu sự toan tính đều dễ thực hiện, mọi việc khó đều có người giúp nên dễ dàng vượt qua. Vì thế cần tận dụng cơ hội này để thực hiện những kế hoạch công việc, học tập mà bản thân đã suy nghĩ từ lâu. Những người tuổi Ất Dậu đã bước sang tuổi 17 trong năm 2022. Một số bạn ở tuổi này đã bước vào xã hội và bắt đầu lao mình đi kiếm sống và vấp nhiều hơn. Cái tôi của người trẻ rất cao, cách hành xử đôi lúc thiếu sự khiêm tốn, rất dễ vô tình đắc tội, tiểu nhân, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Cần đặc biệt lưu ý về vấn đề này. Bên cạnh đó, bạn nên để tâm hơn đến chuyện tình cảm cá nhân, đặc biệt là những đôi trẻ đang yêu. Hãy học cách bao dung và thấu hiểu cho nhau trong cuộc sống hàng ngày. Đừng hở chút là cãi nhau, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyện tình cảm giữa cả hai. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp kỳ âm thổ nên gọi là thất sát thiên quan. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Ất Dậu nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện thì nên bình tĩnh, đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp và yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Dậu năm 2022, người sinh năm 2005 đã đi làm và không có quá nhiều cơ hội phát triển trong sự nghiệp ở tháng này. Bạn không thể ngồi chờ thời cơ đến với mình mà cần phải tích cực, chủ động hơn trong việc tranh thủ cơ hội. Khi được giao cho những nhiệm vụ khó khăn, bạn không nên rút lui mà trốn tránh, cần làm đứng ra nhận trách nhiệm, bởi đó chính là cơ hội để bạn rèn luyện và khẳng định giá trị của bản thân mình. Trong thời điểm một số người có thể lựa chọn đi học cao hơn và điều đó cũng có ích cho sự phát triển tương lai của bạn. Dù lúc bạn phải chịu áp lực khá nặng nề, nhưng chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện sẽ qua. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Tháng này đường tài vận không quá là hanh thông, có thể gia chủ sẽ không đạt được những kết quả lý tưởng như dự tính ban đầu. Song nhờ có sự thông minh và tài giỏi, bạn vẫn có thể thu về cho mình một khoản tiền nhất định. Những người làm công ăn lương có mức lương ổn định, nhưng nếu muốn thăng chức, tăng lương, cải thiện cuộc sống thì cần phải cố gắng nhiều hơn. Người tuổi Ất Dậu có một cuộc sống khá ổn định, mức lương hiện tại có thể chưa phải là cao, nhưng nếu biết cân đối chi tiêu, bạn vẫn hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân mình. Một số bạn đang đi học vẫn được gia đình trợ cấp đầy đủ nên không phải lo lắng về vấn đề tài chính trong tháng này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân tị dậu sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người sinh năm 2005 có một nền tảng sức khỏe ổn định, tuy nhiên cần chú ý đến những nguy cơ tiềm ẩn đối với gan và túi mật. Trong tháng này có hung tinh, bản mệnh sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, vì vậy cần hạn chế ra ngoài, tụ tập vào ban đêm. Cần chú ý khi đi lại, không nên điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi cho phép để tránh gây tai nạn, sự cố ngoài ý muốn. Bạn có thể gặp phải những tai nạn bất ngờ khi di chuyển hay đôi khi ngồi không cũng gặp họa trong tháng này, mặc dù chỉ là chảy xước tay chân, không đáng lo ngại nhưng ảnh hưởng đến tinh thần của bạn. Nhắc nhở người tuổi Ất Dậu trong tháng này và trong năm nay hết sức tránh việc hành động vội vàng, nóng nảy, kẻo sinh sự thị phi. Điều này không những ảnh hưởng đến uy tín, danh dự mà còn khiến cho sức khỏe, thể chất và tinh thần sụt giảm. Trước khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cũng nên tự lượng sức mình, không nên cứng đầu, cứng cổ, bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người khác. Các gia chủ tuổi Ất Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỳ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Ất Dậu. Gia chủ được cát tinh chủ đào hoa chiếu mệnh nên chuyện tình cảm có những bước chuyển biến nhất định. Dù là nam hay là nữ, bản mệnh đều dễ nhận được sự chú ý của người khác phái. Đối phương có thể là người thường xuyên giúp đỡ bạn trong công việc hoặc là người có ý định tiến đến với bạn. Bạn cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đi đến quyết định cuối cùng, không nhất thiết phải vội vàng đến với ai bởi vì bạn vẫn còn trẻ và có nhiều cơ hội lựa chọn khác nhau. Trong gia đình, bạn nhận được sự tôn trọng của mọi người, nhưng đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo. Có nhiều khi, bạn vẫn cần phải chú ý lắng nghe, góp ý của người lớn tuổi. Trong tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm là Đại Dịch Thổ, tháng Dậu Lục Hợp Thìn, Tam Hợp Sửu và Tị Thành Kim Cục, Xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất và Tý Tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Ất Dậu trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày như sau. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 8 năm 2022, tức 30 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 8 năm 2022, tức 11 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 8 năm 2022, tức mình. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 8 năm 2022, tức 23 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Dậu trong tháng 8 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 8 năm 2022, tức 31 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 8 năm 2022, tức 12 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 8 năm 2022, tức 24 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim.
Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn, vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Ất Dậu 2005 trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.